Thưa quý vị, vào chiều tối nay 18 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng cho rằng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống cần thúc đẩy hợp tác một cách toàn diện trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội, thông qua trao đổi đoàn, cũng như thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ ngành. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh tế thương mại, hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov khẳng định Uzbekistan mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về nội dung hội đàm với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, cho biết cả hai sẽ thống nhất chương trình hợp tác giữa hai bộ ngoại giao trong thời gian tới, cũng như phối hợp với các bộ ngành hữu quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy hơn nữa vai trò điều phối để hợp tác song phương trên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới. Đặc biệt, hai bên cần phối hợp để tổ chức hiệu quả cuộc gặp giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước trong ngày 19 tháng 3 năm 2024. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm khi chất vấn trưởng ngành ngoại giao đó là vấn đề bảo hộ công dân, bảo vệ lao động di cư tại các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia có xung đột, nội chiến. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đại biểu Tráng A Dương, đoàn Hà Giang ghi nhận Việt Nam đã thành lập Ban Quản lý Lao động ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ có đông lao động Việt Nam làm việc. Cơ quan này đã phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình, song vẫn còn có những tồn tại. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác bảo hộ công dân đối với người lao động di trú còn gặp nhiều khó khăn, như cơ chế Việt Nam với các quốc gia sở tại vẫn còn là một khâu yếu, nhất là địa bàn chưa có cơ quan đại diện ngoại giao. Vì vậy, xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới. Những cái địa bàn mà đặc biệt là chúng ta mới đưa lao động sang lần đầu thì cần phải quản lý rất là tốt. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tiếp tục có những cái biện pháp rất cụ thể, từ đào tạo, tuyển dụng cho đến đưa người đi, làm sao đảm bảo được cái yêu cầu đặt ra cho cả hai bên, phù hợp với luật pháp của hai bên. Xin cảm ơn. Trước vấn đề về mất an toàn tại một số quốc gia có xung đột, nội chiến, một số đại biểu đề nghị Bộ Ngoại giao làm rõ thực trạng và giải pháp bảo hộ công dân trong thời gian tới. Một, xin Bộ trưởng cho biết Bộ đã triển khai các biện pháp gì để nhằm bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại các địa bàn xảy ra xung đột trong thời gian vừa qua, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Trưởng ngành Ngoại giao cho biết, thời gian qua, xung đột xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Khi xung đột xảy ra, thì Bộ đã phối hợp để triển khai sơ tán ngay công dân về nơi an toàn. Đến nay, mọi việc được triển khai tốt. Cái công tác bảo hộ công dân của chúng ta cũng làm rất kịp thời. Thời gian tới thì nó có, chắc chắn là nó sẽ còn có rất nhiều nơi khác nữa mà chúng tôi không đề cập được hết. Nhưng nó phải làm chúng tôi làm tập trung vào mấy cái việc mà chúng tôi làm. Một là công tác dự báo tình hình. Đấy, phải dự đoán xem những cái xung đột nó xảy ra có thể là giữa các nước với nhau, nhưng cũng có thể là xung đột nội bộ. Thứ hai là tiếp tục cảnh báo rồi thông tin cho các địa phương về cái việc mà công dân của chúng ta ra nước ngoài, nhất là những cái lời mà nói rằng là chúng ta làm việc thì rất là dễ dàng nhưng mà lương là cao. Nhưng mà đối với khoảng 70.000 người Việt Nam đã và đang sinh sống lâu dài tại Campuchia nhưng chưa được công nhận quyền công dân tại nước sở tại vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các cấp có thẩm quyền đã ban hành chỉ đạo lập ban chỉ đạo quốc gia để hỗ trợ nhằm tập trung hỗ trợ cấp căn cước công dân cho nhập quốc tịch Campuchia, phối hợp với chính phủ nước bạn để tái cơ cấu công việc cho đồng bào. Hôm nay 18 tháng 3 tại trụ sở tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công chỉ định đồng chí Dương Văn An, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lãnh đạo các cấp các ngành tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng với đồng chí Dương Văn An ổn định tình hình nội bộ, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Dương Văn An sinh ngày 15 tháng 2 năm 1971, quê quán tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế học, thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân khoa học địa lý, trình độ lý luận chính trị, cử nhân. Hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm việc với tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 ở Sóc Trăng, như chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa đại hội. Đồng chí yêu cầu tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm việc lấy ý kiến cho văn kiện đại hội, trong đó tập trung làm sâu sắc thêm nội dung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Công tác chuẩn bị nhân sự phải chặt chẽ, đúng quy trình, bố trí kinh phí bảo đảm. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029. Toàn tỉnh có 160 công trình, 26 phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được đăng ký thực hiện, ước tổng giá trị 70,6 tỷ đồng. Việc chuẩn bị văn kiện đại hội cũng bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với hướng dẫn, bám sát nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Văn hóa giai đoạn 2025-2035 đặt ra 7 mục tiêu tổng quát và 9 nhóm mục tiêu cụ thể, tập trung vào các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, gồm di sản văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện, giáo dục văn hóa đào tạo, văn hóa dân tộc, văn hóa đối ngoại, công nghiệp văn hóa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phải đánh giá khái quát toàn diện về vai trò ý nghĩa của văn hóa trong lịch sử dân tộc, tồn tại yếu kém do chính sách, chủ trương, tổ chức thực hiện, nguồn lực, vấn đề mới đặt ra trong bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa dân tộc cùng với tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 đúng thời hạn. Chương trình cần ra soát, kế thừa, tổng hợp các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình, đề án, chiến lược phát triển văn hóa, nghệ thuật chuyên ngành nhằm tạo nguồn lực, sức mạnh tổng hợp, tránh giàn trải. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong gìn giữ, phục dựng những di sản, giá trị văn hóa cấp bách, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện có, đồng thời tạo nền tảng đổi mới căn cơ, đồng bộ công tác quản lý, khai thác, phát huy, phát triển văn hóa. Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3. Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Uzbekistan. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, là dịp để hai bên cùng ra soát và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy thực chất hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng hàng đầu của Uzbekistan tại khu vực, khẳng định mong muốn đưa hợp tác song phương, đặc biệt là các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đi vào chiều sâu và thực chất.